Xin chào các bác đang theo dõi video của cà phê nổ cũ, và ngày hôm nay thì cà phê nổ cũ mang tới cho các bác tranh thủy mặc về chủ đề hoa mẫu đơn. Trong bức tranh này là em đã đến và có 9 bông hoa. Thì như các bác yêu tranh hay là yêu thích các dòng tranh thủy mặc thì các bác cũng đã biết là hoa mẫu đơn vốn trước đây là được trồng trong vườn thượng uyển của vua chúa và được cài lên tóc của những phi tần của vua hay những mỹ nhân, và chỉ vườn thượng uyển của nhà vua thì mới được trồng hoa mẫu đơn này thôi, còn những người dân thường thì họ sẽ không được trồng loài hoa này. Và từ đấy thì người ta cũng coi dòng hoa mẫu đơn là một biểu tượng cho cái sự quyền uy, quyền quý, giàu có, hạnh phúc viên mãn. Bức tranh này thì được vẽ với những cái đường nét rất là sắc sảo. Thì các bác có thể nhìn màu sắc thì rất là tươi sáng. Cái tranh này mà các bác treo trong phòng khách sẽ làm cho không gian trong phòng khách của gia đình thêm cái phần sang trọng. Bức tranh thì đã được hàng kia người cũ đóng khung. Khung này là khung có hoa văn họa tiết của khung, các bác có thể thấy ở đây rất là phù hợp để các bác có thể treo ở trong phòng khách làm bừng sáng không gian phòng khách của nhà mình. Tổng thể thì đây là bức tranh mang phong cách cổ điển thủy mặc. Ý nghĩa của hoa mẫu đơn thì em cũng vừa giới thiệu với các bác, còn về ý nghĩa 9 bông hoa mẫu đơn thì như các bác cũng biết là số 9 trong tiếng Hán có nghĩa là cử, thể hiện cho sự trường tồn, sự vĩnh hằng, sự bền chặt. Thì khi mà các bác treo bức tranh hoa mẫu đơn này trong gia đình của nhà mình thì theo phong thủy nó sẽ giúp cho hạnh phúc của gia đình thêm viên mãn, thêm tròn đầy và mang lại nhiều may mắn cho gia đình của các bác. Và đặc biệt là sắp tới là Tết đến xuân về thì treo bức tranh này trong gia đình cũng sẽ rất là phù hợp với không khí đón Tết ạ. Và vừa xong thì em đã giới thiệu sơ lược về bức tranh hoa mẫu đơn, 9 hoa mẫu đơn được cửa hàng kia người cũ. Bức tranh thủy mặc được vẽ trên chất liệu giấy gió. Bên cạnh đây là còn có một câu đối về mùa xuân nữa các bác nhé. Nếu các bác yêu thích bức tranh này thì hãy liên hệ với cửa hàng Kiên Đồ Cũ, số Zalo là 0936050424. Giá bán của bức tranh thủy mặc hoa mẫu đơn được vẽ trên chất liệu giấy gió kèm theo khung kính đã bao ship là 1.900.000 đồng. 1.900.000 đồng đã bao ship và có kèm khung tranh như trên hình luôn các bác nhé. Tức là trên video này bức tranh như nào, khung như nào là về các bác sẽ nhận như vậy luôn. Kính đây là khung kính luôn, khung rất là sang trọng, rất là đẹp, giá 1.900.000 đồng. Cảm ơn các bác đã theo dõi video và hẹn gặp lại các bác trong những video tiếp theo với những mẫu tranh mới nhất được về tại cửa hàng Kim Đồ Cũ ạ.